Hối hận sau 5 năm về quê làm công chức, sống nhàn hạ, muốn vượt ra khỏi vòng an toàn, phải trả lời được ba câu hỏi này. Công việc nhà nước tuy nhàn hạ, nhưng lặp đi lặp lại, lương cũng không cao, chỉ hơn 7 triệu đồng. Kiểu cuộc sống bình lặng này khiến nhiều người cảm thấy nhàm chán và sợ hãi. Sau khi tốt nghiệp đại học vào năm 2017, Tiểu Tiêu trở về quê thi lên công chức và làm việc ở đó. Vào thời điểm ấy, tất cả những gì mà anh và gia đình mong muốn chính là thi vào công chức có được một việc làm ổn định và sống trong giấc mơ của rất nhiều người khác cũng mong muốn được như vậy. Và cũng chính vì sự an toàn mà công việc này đem lại, sau 5 năm, anh đang cảm thấy hối hận và muốn nghỉ việc. Lý do cũng rất đơn giản, công việc nhàm chán lặp đi lặp lại, lương cũng không cao, chỉ hơn 7 triệu đồng. Kiểu cuộc sống bình lặng và nhàn nhã này khiến anh cảm thấy nhàm chán và sợ hãi. Trong thâm tâm, anh vẫn cảm thấy mình nên đến một thành phố lớn để làm việc bằng tất cả nhiệt huyết và trải nghiệm một cảm giác mới. Theo tình hình hiện tại, có ý định nghỉ việc là chuyện dễ thấy, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc anh phải trả giá, đặc biệt là đối với một công chức. Trước nay, loại công việc này có môi trường làm việc thoải mái hơn so với các ngành nghề khác, tương ứng với đó, cái giá phải trả khi nghỉ việc cũng cao hơn. Vì vậy, để từ bỏ một công việc có môi trường tốt như vậy, bạn nên trả lời được ba câu hỏi sau để biết mình có thật sự nên bước ra khỏi vùng an toàn để bước vào một nơi mang nhiều rủi ro hơn hay không. Thứ nhất, bạn có chấp nhận cuộc sống của một người làm thuê thực sự hay không? Về cơ bản, trong nhóm những người có xu hướng nhảy việc, công chức là đối tượng khó đạt được những bước tiến trong công việc nhất. Bởi vì từ công việc áp lực đổi thành nhàn hạ thì dễ, nhưng từ công việc nhàn hạ đến công việc chịu nhiều áp lực hơn thì không đơn giản như vậy. So với các vị trí khác trong xã hội, công việc của phần lớn công chức tương đối đơn giản và nhẹ dàng. Về cơ bản là làm việc theo chế độ 955, tức là làm việc từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều và làm liên tục 5 ngày mỗi tuần làm đúng giờ không tăng ca có nhiều ngày nghỉ và nhiều phúc lợi khác nhau với tình hình thị trường lao động biến động những năm gần đây ngày càng không có khởi sắc đừng có được công việc ổn định cũng là một may mắn lớn rồi hơn nữa nghỉ việc cũng đồng nghĩa với bắt đầu lại từ đầu mặc dù tiểu tiêu rất năng nổ nhưng nếu anh ấy không có bất kỳ kiến thức và kinh nghiệm nào từ công việc này trước đó thì anh ấy sẽ cần phải nỗ lực hơn những người khác rất nhiều nếu muốn bước vào một ngành nghề mới và muốn giành được một vị trí trong ngành nếu quyết định bắt đầu lại với công việc khác, trước sau bạn đều là những thử thách, phía trước là đàn anh đàn chị có kinh nghiệm lâu năm trong nghề. Phía sau thì có những người trẻ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, lúc nào cũng sông sáo trong công việc dù với một mức lương thấp. Lúc này, bạn phải nói lời tạm biệt với cuộc sống thoải mái trong quá khứ, thậm chí sẵn sàng làm thêm giờ. Tăng ca suốt 7 ngày trong tuần để có thể nhanh chóng đuổi kịp và hòa nhập vào văn hóa làm việc mới mà không bị bỏ lại phía sau. Thứ hai, bạn có chấp nhận được sự thất vọng của người thân, bạn bè hay không? trong con mắt của nhiều bậc cha mẹ ngày nay có ba loại bất hiếu không kết hôn không sinh con và không thi công chức trước đây khi bạn vượt qua biết bao nhiêu người để trở thành một công chức ngoài kia có bao nhiêu người đang mơ ước điều đó còn bây giờ bạn lại coi đó như một bước ngoặt trong sự nghiệp của mình vậy cha mẹ bạn làm sao có thể dễ dàng đồng ý dù cho cha mẹ bạn không phản đối dù thật sự lương công chức không hề đủ sống thì bạn vẫn không tránh được những ánh mắt soi mói của những bà cô bà gì nó giống như chuyện rất nhiều người cũng bị những bà cô họ hàng dục kết hôn vậy họ không quan tâm sự thật là gì mà họ nghĩ như thế nào thì đó chính là sự thật về tình trong tiềm thức của các bậc cha mẹ công chức là một nghề thực sự tuyệt vời và họ cho rằng đó là thứ tốt nhất dành cho bạn còn về lý một công chức không chỉ là người rất có thể diện mà còn thuận lợi khi làm bất cứ việc gì trong tương lai thứ ba bạn có thể chịu được sự bấp bênh và những rủi ro trong tương lai không Cách đây không lâu, tin tức về việc công ty ơ già cổ sa thải nhân viên đã gây náo động trên mạng, khiến người ta đều chung một tiếng thở dài. Trong thị trường lao động, nếu bạn sống quá thụ động thì bạn mãi mãi cũng không dự liệu trước được rằng giữa ngày mai và những việc ngoài ý muốn, thứ nào sẽ đến với bạn trước. Đây chính là thực tế trong thị trường lao động. Sự ổn định của một công chức là điều không thể phủ nhận, đây là một trong những lý do khiến không ít phụ huynh từng tranh đấu để con thi vào công chức so với một công việc ổn định nhưng nhàm chán công việc làm thuê bên ngoài có nhiều cơ hội bứt phá nhưng cũng không ít rủi ro bấp bênh nếu lựa chọn bạn phải cân nhắc khả năng chịu đựng rủi ro của bản thân ra sao thật ra bất kể là loại nghề nghiệp nào làm trong một thời gian dài thì người ta sẽ dễ thấy nhàm chán mà thôi đó là bản tính của con người nếu bạn thực sự không muốn sống một cuộc sống như hiện tại nhưng bạn vẫn chưa suy nghĩ thấu đáo về việc liệu mình có thể chịu đựng được sự bấp bênh trong tương lai hay không có lẽ bạn nên sử dụng thời gian rảnh rỗi để tìm một công việc tay trái một công việc thứ hai mang tính thử thách có thể giúp bạn có thêm sự mới mẻ hứng thú và hơn hết là tạo thêm nguồn thu nhập từ đó hãy nhìn về công việc hiện tại bạn sẽ nhận ra đó vốn dĩ là nơi rất tốt dành cho bạn nhìn vào những người đang khao khát có được sự ổn định như bạn bạn sẽ thấy mình may mắn hơn họ rất nhiều